Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng bọn Tôm khám phá xem khủng long tiêu diệt Godzilla như nào nha, chiến đấu với Godzilla như nào nha. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng ra biển xem có những con vật gì xuất hiện ở đây để gọi khủng long Godzilla ra tiêu diệt bảo vệ trái đất nào. Godzilla đây rồi. Các bạn nhìn thấy một con Godzilla đi ngang qua đây không? Chúng có cái đuôi rất dài này. Ui, ở đây này có một con khủng long đây rồi. Godzilla đến tiêu diệt khủng long thôi. Chiu 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 chiu. Boom. Vậy là thành công rồi, Godzilla đã tiêu diệt thành công con khủng long rồi các bạn ạ. Chúc mừng Godzilla nha. Vậy là Godzilla đã bảo vệ thành công thế trái đất rồi. Ui, ở đây này có con khủng long ba sừng này các bạn ơi. Gọi Godzilla đến để tiêu diệt thôi. Chúng ở đây đang gầm gừ kinh quá các bạn ạ. Rất nguy hiểm. Godzilla đâu? Đây rồi, Godzilla đến đây rồi. Các bạn nhìn thấy không, Godzilla có cái sừng rất nhiều gai ở trên lưng đấy các bạn ạ. Xin mời các bạn xem Godzilla tiêu diệt con khủng long này như nào nhá. Full Brahma, chiu 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 chiu. Chúng đang chiến đấu lại kìa, không được rồi, boom. Vậy đã nổ rồi, thiêu rụi được con khủng long rồi các bạn ạ. Chúc mừng Godzilla nha, Godzilla giỏi quá. Ui, tiếp tục lại là một con khủng long gì đây các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy khủng long gì không? Nguy hiểm quá các bạn ạ. Chúng có cái mồm to quá. Godzilla đâu? Đến đây để bảo vệ trái đất nào. Chưa nhìn thấy con Godzilla đâu các bạn ạ. Không biết Godzilla, à đây rồi, Godzilla nghe tiếng rồi. Godzilla bắt đầu lên đường rồi các bạn ạ. Cùng chờ xem Godzilla tiêu diệt chú khủng long này như nào nhá. Đây rồi, full plasma, full lửa. Ui, chúng vẫn đang cầm gừ kìa. Chưa hề hấn gì các bạn ạ. Khủng long chiến đấu, à nổ tung khủng long rồi. Ôi, bắt đầu tiêu hủy thành than rồi. Vậy là đã tiêu diệt thành công chú khủng long tiếp theo. Chúc mừng Godzilla nha. Ui, đây này có con khủng long ba sừng nhưng mà nhìn giống con voi thế các bạn ơi. Khủng long này, khủng long ba sừng này, có cái xương tấm ở lưng kìa. Các bạn nhìn thấy không? Nguy hiểm quá các bạn ạ. Cùng gọi Godzilla đến đây để chiến đấu nào. Godzilla lên đường. Chiến đấu khủng long bảo vệ trái đất nào, bảo vệ các bạn nhỏ nào. Đâu rồi, cùng xem Godzilla tiêu diệt con khủng long to đùng này như nào nhá. Vẫn lại tiếp tục full plasma các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy khủng long Godzilla full plasma to không? Nửa đâu rồi, bốc cháy rồi các bạn à, boom. Vậy là đã tiêu hủy thành công con khủng long to đùng rồi. Chúc mừng Godzilla nha. Ui, đây lại là một con khủng long gì đây các bạn? Khủng long T-Rex các bạn ạ. Chúng có cái mồm to quá, hàm răng rất sắc nhọn này. Godzilla nghe tiếng rồi, Godzilla bắt đầu đến để bảo vệ trái đất đây rồi. Xin mời các bạn cùng khám phá xem Godzilla tiêu diệt chú khủng long này như nào nhá. Lại tiếp tục full plasma nào. Ui, chúng đau quá, nóng quá, há mồm kìa con khủng long kìa. Không chống cự lại được Godzilla đâu các bạn ơi. Godzilla giỏi lắm. Lại nổ tung con khủng long rồi. Chúc mừng Godzilla nha. Godzilla đã bảo vệ thành công rồi. Chiến đấu khủng long bảo vệ thành công rồi. Ui, đây này có một con lợn rừng này các bạn ơi. Con lợn rừng này có nhiều cái răng nanh kìa, nguy hiểm quá. Các bạn nhìn thấy nhớ tránh xa ra nha. Chúng có cái nanh rất chi sắc nhọn kìa, các bạn nhìn thấy không? Godzilla đâu, đến đây để tiêu diệt con lợn rừng này nào. Lợn rừng này đi lang thang ở đâu đây?
Nguy hiểm quá các bạn ạ. Đây rồi, các bạn nhìn thấy không? Vậy là đã có khủng long Godzilla tiêu diệt đây rồi. Boom, nổ tung rồi các bạn ạ. Vậy là đã tiêu diệt thành công con lợn rừng này rồi. Chúc mừng Godzilla nha. Các bạn nhìn thấy những con quái vật gì nhớ gọi Godzilla đến để bảo vệ nhá. Đây rồi, lại tiếp tục là một con khủng long hai sừng này các bạn ơi. To lớn quá, nguy hiểm quá. Chúng đang đi dạo trên bãi biển này. Godzilla đâu? Đến để tiêu diệt khủng long nào. Đấy rồi, Godzilla đến ngay. Cùng chờ xem Godzilla tiêu diệt chú khủng long hai sừng này như nào nhá. Lại tiếp tục chiến đấu bảo vệ trái đất. Full plasma rồi. Khủng long này không thể chống cự nổi đâu. Boom, vậy là đã cháy rồi, tiêu hủy thành công chú khủng long hai sừng. Chúc mừng Godzilla nha. Cùng chờ xem tiếp tục có con vật gì xuất hiện ở đây nha. Ui, đây lại là một con khủng long xương tấm các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy không? Chú khủng long xương tấm này nguy hiểm quá, chúng có hàm răng như hàm răng cá sấu. Bắt đầu Godzilla đến đây để tiêu diệt khủng long đây. Chờ xem Godzilla tiêu diệt chú khủng long xương tấm này như nào nha. Full plasma, các bạn nhìn thấy chưa? Ui, full trúng người con khủng long rồi. Khủng long đang gầm gừ giận dữ chống trả kìa các bạn ơi, nhưng không thể chống trả nổi. Ui, cháy nổ luôn. Ui dồi, may con khủng long lại đứng ở xa nhưng mà vẫn bị tiêu hủy các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy chưa? Chúc mừng Godzilla một lần nữa nha. Godzilla đã tiêu diệt thành công rồi.